anh sang chơi. Dạ vâng ạ. Anh uống tạm chén nước. Các em nó bận quá, còn tôi không xuống bếp được, cho nên không có nước để pha trà. Anh uống tạm. Cháu xin ạ. Bác bị ho đã lâu mà không có thuốc công hiệu để chữa. Cũng có nhiều người mách đấy, chẳng ăn thua gì. Có lẽ nó chuyển sang phế quản. Cháu cũng có anh bạn bị bệnh này mà chữa rất đơn giản ạ. Chữa bằng cách gì? Dạ, anh ấy uống cao ma hạnh của y học dân tộc, kèm theo ăn thịt mèo đen ạ. Bố uống thuốc đi đã, cứ kháng sinh liều cao là cắt cơn, chứ uống mấy thứ lá lẩu vớ vẩn không dứt điểm được đâu. Uống thuốc nam hợp cũng tốt chứ sao. Nhưng cái bài thuốc của bạn anh xoay ấy, thì tôi chịu. Tôi không dám ăn thịt mèo mà. Dạ. Nói chung là con không ủng hộ uống thuốc lá lẩu vớ vẩn. Dạ, cháu cũng nghe người ta mách vậy, chứ cũng chưa dám chắc. Em cũng không có ý gì đâu. Nhưng mà bệnh của bố em thì uống thuốc tây tốt hơn. Anh hiểu mà. Con chào bố. Em chào anh nhà văn. Hôm nay anh đã có tác phẩm gì đãi cô em này chưa? Anh chưa. Tác phẩm thì chưa có, nhưng anh có cái cặp tặng Hạnh đi học cho tiện. Cảm ơn ông anh rể tương lai nhá. Đúng là nhà văn có khác, rất hiểu câu qua sông phải bắc cầu kiều. Cô Hạnh, cô Hạnh, cô Hạnh, tôi có mấy việc muốn hỏi cô đây. Bà gặp tôi á? Phải. Bố cái Thơm có khỏe không? Dạo này bận công tác quá hả bố nó? Chả mấy khi thấy về thăm nhà. Em có việc này muốn xin ý kiến của bố nó nên mới viết thư ra. Em tính thế này, bố nó xem có được không nhé? Đôi lợn nhà mình tuy đang kỷ vỗ nhưng cũng xêm xêm ngót tạ rồi. Em định bán đi, mua cho cái Thơm chiếc xe đạp. Bố nó chỉ đạo thế nào thì viết thư về cho em biết nhé. Mà bố nó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không trở trời lại đau đầu.
Dạo này bên cơ quan anh có nhiều việc không? Cũng không ít, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Có thể mấy hôm tới anh phải đi công tác vùng cao. Anh đi lấy tư liệu à? Ừ. Anh đi vùng nào? Ừ, có khi là Mai Châu, cũng có thể là Điện Biên. Thích nhỉ? Trên ấy phong cảnh cũng khá đẹp. Em thấy mọi người bảo là đi công tác như tụi anh á, hay được cơ sở tặng quà lắm. Mấy vùng ấy gạo ngon nổi tiếng. Họ mà tặng gạo thì tốt quá. À, em mới mua rẻ được mấy bánh xà phòng. Để em tặng anh một bánh, mang đi dùng nhá. Nước ở đâu ra này? Quái, sao trong tủ lại có nước nhỉ? Ôi chết. Ừ, trong cặp có... Cặp? Cái cặp nào? Cặp anh tặng cái Hạnh á? Ừ. Có cái gì? Ôi trời. Có cân tôm đông lạnh anh vừa được phân. Anh quên chưa nói. Rồi ạ. Sao mà anh vô tâm thế? Tanh quá. Anh xin lỗi. Tại anh ngại. Anh ấy chỉ anh ngại vớ ngại vẩn thôi. Chuyện có gì đâu. Tôi nói cho cô biết nhá. Không thể tử tế với loại như cô được. Cô hiểu không? Bà bỏ tay xuống. Đừng có chỉ vào mặt người ta như thế. Tôi làm gì xấu mà cần bà tử tế với không tử tế? Không tử tế mà tôi lại gọi riêng cô ra để bảo nhỏ à? Mà cô hỗn thế, tôi sẽ nói toẹt cho bàn dân thiên hạ biết chuyện nhá. À, bà cứ đi nói đi. Nói khắp bàn dân thiên hạ, khắp cái khu phố này cho nó biết đi. À, được rồi. Tôi sợ gì mà tôi không nói, hả? Được rồi. Bây giờ bà vào đây. Có cả bố tôi, chị gái tôi. À. Bà cứ đi vào đây. Này, muốn nói gì thì nói. Không phải lên mặt đạo đức giả. Vào đây. Bỏ tay tôi ra. Bỏ ra. Tôi cây ngay, không giận chết đứng nhá. Này này, có chuyện gì thế? Này, tôi nể bố cô, nên mới gọi riêng cô ra để nhắc nhở. Cô lại còn hỗn. Tôi hỏi cô, có đúng là cô bị bắt ở công viên, bị đưa vào đồn công an không? Đúng, nhưng không phải là bị bắt. Thế tối om cô ra đấy để làm cái gì? Đó là việc riêng của tôi, không khiến bà can thiệp. Nếu bà còn thắc mắc, cùng lên đồn giải quyết. Bà có dám không? Sợ gì mà không dám? Đi! Này, này! Hạnh! Hạnh ơi! Mày muốn bố mày chết à? Hạnh ơi! Bố! Bố ơi! Bố làm sao thế nhỉ bố? Em xin lỗi. Anh cứ về đi. Em sẽ tìm gặp anh sau. Cháu chào bác. Bố ơi! Anh cũng chưa về à? Đang định về. Đi ngang qua thấy cửa chưa khóa, đoán ngay là cậu. Trời nắng quá, em ngại chưa muốn về. Cậu giấu đám choai choai kia thì được, làm sao giấu nổi tôi. Mệt thật anh ạ. Trốn tránh không phải là cách làm của một thằng đàn ông đích thực. Nói chung mọi chuyện vẫn bế tắc lắm. Bản lĩnh của cậu để đâu? Thằng đàn ông phải đầu đội chơi, chân đạp đất. Em rất thuộc lý thuyết, nhưng trên thực tế mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lý thuyết được kết tinh từ thực tiễn. Cậu thử nói cho tôi xem, cái mà cậu cho là phức tạp, đảm bảo với cậu sau khi nghe tôi phân tích, cậu sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thôi anh ạ, để em tự nghĩ cách. Phải cố gắng, hết sức cố gắng. Mình là thằng đàn ông, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mình phải tự quyết định. Có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi. Vâng, cảm ơn anh. Chiều nay tôi cũng rảnh, ra đầu phố làm cốc cà phê cho tỉnh táo đi. Anh về muộn không sao chứ? Thỉnh thoảng cậu cũng có tí chập chang đấy.
Thôi đi, chiều chiều nhâm nhi cốc cà phê, ngẫm cái sự đời. Cũng thú vị là phết đấy. Đi. Chào hai anh. Gớm, lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt. Tưởng quên cô em này rồi chứ. Ngồi luôn đây nhá. Ngồi chỗ này thông thống quá. Gớm, hai người đàn ông mà còn sợ thông thống. Em chào anh nhà báo. Còn nhận ra em không? Có. Nhớ chứ. Cô là... Em tên là Hạnh. À, đúng rồi. Thế hôm nay Hạnh đi uống nước một mình à? Mấy mình chả hết đi chứ. Ờ, tôi nhớ ra có chút việc đột xuất. Tôi về trước nhé. Vâng, chào bác. Chắc bác cùng cơ quan của anh. Anh là tiến sĩ, cùng cơ quan, nhưng mà khác phòng. Thế ạ? Anh dùng gì ạ? Cho anh một cà phê đen, không đường. Lại cà phê không đường, khéo chọn quá. Mời anh. Cảm ơn. Hôm ấy về, anh có bị thủ trưởng phạt không? Thủ trưởng nào cơ? Thì thủ trưởng bà ấy. À, có gì đâu. Cô Hạnh chắc vẫn đang đi học. Vâng, em đang học năm cuối, nhưng chỉ là trung cấp thôi. Bằng cấp cũng chả có ý nghĩa gì cả. Cái chính là mình có thực lực. Mời chị ạ. Ừ. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Mấy yêu công chức các anh là chúa nặng hình thức, lúc nào cũng cảm ơn, xin lỗi. Em thích nói chuyện thoải mái hơn. Vậy à? Xin lỗi Hạnh. Đây, lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Em ra hẹn trước nhá. Nếu trong lúc nói chuyện với em, anh mà còn nói cảm ơn, xin lỗi là phải chịu phạt. Phạt thế nào cơ? Phạt thế nào à? Em sẽ suy nghĩ rồi nói sau. Ngoéo tay nhá. Ui. Anh đừng chỉnh nữa, cái dây nó ngắn thế kia làm sao mát ra tận bàn được. Em với anh ra giường là sẽ mát ngay thôi. Anh à, thế mà anh không nghĩ ra. Chuyện chiều nay em... Anh hiểu mà. Đến giờ chắc anh cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của em rồi chứ. Anh đã từng là người lính, giờ lại cầm bút. Anh đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, biết rất nhiều số phận. Mỗi người, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh riêng. Không ai xấu, cũng không ai tốt hơn ai em ạ. Nhưng cứ nhìn gia đình họ đầy đủ, êm ấm, em vẫn không khỏi chạnh lòng. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Có bố, có em sống cùng một mái nhà, có người để mà yêu thương, chăm sóc là hạnh phúc lắm rồi em ạ.
mồ côi từ nhỏ. Mặt mũi cha mẹ ra sao không nhớ rõ. Anh em họ hàng ruột thịt chẳng còn một ai. Mang tiếng là về quê, cũng là thăm mấy bà cô, ông chú họ hàng xa. Nhiều lúc anh chỉ ước có một gia đình, có người thân để mà chăm sóc. Nhưng em xin lỗi, em vô tâm quá. Không phải như vậy. Có em bên cạnh là anh ấm áp lắm rồi. Tôi có việc muốn nhờ ông. Nhờ tôi á? Ông này tự dưng nói năng văn học, giật cá mình. Tuần này ông có về trên ấy không? Để làm gì? Tôi muốn gửi cho mẹ cái thơm ít tiền, thêm mà mua xe. Đã lâu ông không về thăm quê rồi không? Mua xe ở quê không phải là chuyện nhỏ. Ông phải tự về mà xem. Tôi bận. Ông vô trách nhiệm bỏ mẹ. Cống hiến thế đủ rồi. Ông phải về làm tròn bổn phận làm chồng làm cha đi. Mà này, ông có làm đến sức tàn lực kiệt thì cũng chỉ được cái giấy khen là cùng. Vợ con ông cũng không băm ra mà sống được đâu. Tóm lại, ông có mang về giúp tôi không thì cứ nói thẳng, khỏi vòng vo. Thôi được rồi, cuối tuần này tôi về. Ông cần gửi gì thì mang sang đây. Rồi, cảm ơn. Thưa chị. Đây rồi, bị đinh cắm vào. Dạ. Ăn cơm chưa? Lương tháng không đủ để trả tiền điện. Dùng đèn thì thôi nghe đài. Anh vừa đi đâu vậy? Sao lại hỏi thế? Hình như hôm nay không có mùi rượu. Tóm lại là có chuyện gì? Anh ngồi xuống đi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Có chuyện gì thế? Em cứ nói đi.
Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự chúng ta có quá nhiều điểm không hợp nhau, sống cũng chẳng hạnh phúc. Ai lúc kết hôn cũng nói là rất hợp, nhưng đến khi chia tay thì không lẽ tôi tồi tệ như vậy? Tôi không phủ nhận anh là người tốt. Nhưng có mài cái tốt ấy ra mà ăn được không? Vấn đề là ở chỗ này sao? Cái chính vẫn là tôi và anh không hợp nhau. Chúng ta ly hôn sẽ tốt cho cả hai. Nếu cô muốn ly hôn, tôi không ngăn cản. Nhưng tôi không chấp nhận lý do đó. Tôi cần một lý do thuyết phục hơn. Được thôi. Tôi sẽ cho anh thấy. Ngày mai, tôi muốn anh cùng về sớm để đón khách với tôi. Dù sao, cũng vẫn là vợ chồng. Được. Các cậu nghe tôi, đừng bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo. Vì cái sự hoàn hảo, nó sẽ bóp nghẹt khả năng sáng tạo của giới trí thức. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, sự hoàn hảo trong mỗi con người phải được đo bằng giá trị của sự chịu đựng và vị tha. Đấy, cặp vợ chồng kia rất hạnh phúc, đúng không? Dạ. Xài bẹt. Bên trong cái vỏ hạnh phúc kia là muôn ngàn bi kịch. Cái gọi là hạnh phúc gia đình thực ra chỉ là một khái niệm. Anh Thái này, rốt cuộc việc tụi em nhờ anh có giải quyết được không? Chuyện gì nhỉ? Cái vụ xin việc cho người yêu của Xoay ấy. Có, tôi có nhớ. Tôi sẽ sớm triển khai việc này. Cảm ơn anh. Ôi, có gì mà ơn mỹ huệ. Khu vệ sinh ở đâu nhỉ? Cuối dãy anh ạ. Hùng ơi, về ăn cơm. Suốt ngày cứ cởi chuồng chạy đông nhông thế hả? Thôi chết. Ông tiếp ông Thái nhé. Tôi chạy đây. Có việc quan trọng à? Thủy nói chiều nay có khách quý, muốn cùng tiếp. Đỡ căng rồi hả? Thế cũng mừng. À, đợi tôi một tí. Hàng nhà máy đấy. Cầm lấy mà tiếp khách. Thôi, ông cứ giữ lấy mà dùng. Tôi thích anh nút lá chuối hơn. Loại màu mè này chỉ để tiếp khách. Cầm lấy. Về đi cả muộn. Thôi tôi chạy nhé.
Đưa trả tôi. Uống thế đủ rồi. Việc của tôi bận gì đến cô? Anh muốn giải tôi cũng không cả. Nhưng bây giờ anh phải quyết định một việc. Thật lòng, em không muốn anh quyết định bất cứ việc gì khi không tỉnh táo. Anh uống đi cho dã xỉu. Em nghĩ chúng ta không thể sống mãi như thế này được. Vào thẳng vấn đề đi. Em xin lỗi, nhưng thật sự giữa chúng ta không còn tình yêu. Tôi hiểu. Tình yêu của cô cao sang lắm. Không tầm thường như lũ đầu đường xó chợ, mà hẳn là xó bếp cơ. Anh nói người, nhưng đã tự nhìn lại bản thân mình chưa? Tôi chả cần soi gương, cũng biết mình quá trong sạch. Trong sạch mà cũng biết hẹn hò con gái ở quán cà phê hay sao? Bạn bè mời nhau đi uống nước là chuyện quá bình thường. Cô định vin vào đó thì lỗ vốn rồi. Anh nhầm. Anh có hẹn hò hay không? Bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Cô muốn gì thì huỵch toẹt ra đi. Chúng ta ly hôn đi.
Lập trường của tôi là không thay đổi. Tôi cần lý do chính đáng. Những gì anh nhìn thấy có thể chưa phải là lý do. Nhưng thật sự, tôi thật sự chán khi sống với anh. Tôi không thể sống mãi cái cảnh như thế này được. Tôi muốn thay đổi, muốn phá bỏ. Anh hiểu chứ? Được, tôi sẽ chiều theo ý của cô. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Cô tha hồ mà tự do. Nếu anh đồng ý thì ký vào. Ngày nào cũng xách nước cơ bạn tắm. Khéo khai cứng lại, không sáng tác được nữa đâu ông Luân ơi. Ôi, người mong như tôi nhưng mà không được đấy. Đâu? Đâu đâu đâu? Ông chỉ tôi đứa nào mà ngốc thế. Đấy 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 đấy. Ngay cái chỗ mà ông đứng ý. Này, cố gắng mà phấn đấu chấm dứt cái cảnh một mình một bát một thìa đi thôi. Anh Luân ơi, nhanh lên. Đây đây đây, anh về đây. Cố phấn đấu đi. Chạy lụt đấy à? Không phải chạy lụt, mà là chạy loạn. Làm gì mà lình kình thế à? Tôi đến ở nhờ ông một thời gian. Ở vài ngày, làm gì mà tha lôi lắm thứ đấy. Lần này ở vô thời hạn. Này, thật hay đùa đấy? Ông nhìn bộ dạng tôi giống đùa lắm à? Căng thẳng vậy à? Ly hôn. Vợ chồng như bát đũa, thế nào cũng có lúc xô lệch. Ông nên bình tĩnh. Tôi đang rất bình tĩnh và nói rất nghiêm chỉnh. Hôn nhân đúng là địa ngục trần gian. Ông chớ dại mà dấn thân vào. Thôi, ông cứ ở tạm nhà tôi. Dăm bữa nữa hết bức xúc, ông về thỏa hiệp lại với Thủy. Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi nhắc lại, tôi đang rất bình tĩnh. Với tư cách một thằng đực, tôi hỏi ông. Ông có tha thứ nếu bắt quả tang con vợ ngoại tình không? Không không. Ý tôi là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nếu mình là một thằng đàn ông chân chính, biết chăm sóc gia đình.
Giá như cuộc đời đơn giản được như ông nghĩ. Nhưng thôi, có nói gì với ông lúc này cũng vô ích. Tốt nhất, ông cứ sống, rồi sẽ được đếm trải thôi. Nghe giọng ông sặc mùi tiêu cực. Này, uống cốc nước đi cho Hạ hòa. Là bạn thân, tôi khuyên ông một câu chân thành nhé. Với bọn đàn bà, phải hết sức đề phòng. Đừng bao giờ đặt hết lòng tin vào đó, ông sẽ bị nuốt chửng ngay. Ông phải tìm hiểu thật kỹ cô người yêu này đấy. Đừng có cả tin. Ừ, mồ hôi ướt sũng cả rồi. Ừ, ông vào tắm đi cho mát. Ừ. Hoa thắm đâu rồi? Dọn cơm ra đi. Chưa chật ra rồi mà không chịu dọn cơm. Đính chết đó hay sao? Mẹ vừa bảo con phơi chè, giờ lại bảo dọn cơm. Con làm sao xuể? Con gái con đứa nhanh tay nhanh chân lên. Cưỡn à, ẹo thế thì con chết đói à? Cái Thắm với thằng Hoàng đâu? Thắm đi hái chè chưa về. Còn thằng Hoàng, con gọi mãi nhưng nó còn bận chơi. Con sang gọi các em về đi. Có cơm chưa mẹ ơi? Chỉ ăn với chơi là không ai bằng. Có mỗi thằng em mà suốt ngày thị nạnh với nó. Ăn đi. À, bố về. Bố về. Bố về. Con chào bố. Con chào bố ạ. Bố có mua quà cho con không? Không mua quà cho con trai, đâu phải là bố khoái hả? Thôi, mời bố con vào trong nhà. Hoa, thịt gà cho bố ăn đi con. Ê thôi, bố ăn ở bến xe rồi, để chiều liên hoan sau. Hey, quà con đây. Này. À chị Hoa ơi, bố mua cho em khẩu súng này. Mình rửa mặt đi cho mát. Hình như mình gầy đi đấy. Cháu chào Thím Giòn. Thấy mình về, Thím Giòn sang chơi. Chắc lâu không thấy ông ấy về, cũng sốt ruột. Chào Thím. Bác. Bác mới về đấy hả? Thím ở nhà chơi đi. Dạ. Chú ý gửi quà về cho mẹ con Thím đấy. Thế hả? Nhà có quả đu đủ chín. Em mang sang biếu bác, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thím khách sáo quá. Có gì đâu, cây nhà lá vườn ấy mà. Vâng, tôi xin. Thím vào nhà. Bác cho em hỏi, nhà em ở trên ấy có khỏe không ạ? Thím khỏi lo, sức khỏe thì ông ấy có thừa. Đem ra phung phí còn chưa hết nữa là... Phung phí nghĩa là thế nào ạ? Thì thừa sức khỏe, việc lớn, việc nhỏ, việc gì cũng vơ hết vào. Thôi chết, cái gì cũng nhận, thì đến sức voi cũng phải đổ. Tại thím vô phúc thôi, vớ phải thằng chồng hâm dở. Cả đời ăn cơm nhà vác tù và hàng tộc. Em cũng nhiều lần góp ý, nhưng nhà em mắng ngay. Anh ấy bảo đã làm việc gì thì phải hết trách nhiệm. Đùa thím vậy thôi. Công bằng mà nói, chú Giòn là một cán bộ hết sức mẫn cán. Cả khu tập thể lẫn sĩ nghiệp mà thiếu chú ấy cũng gay đấy. Vâng, thỉnh thoảng nhà em cũng nói thế. Trẻ em đây. Đấy, cho anh mượn. Thằng cu tí nhà em lại tranh nhau đồ chơi với thằng cu Hoàng. Để em ra giải quyết nhé. Mặt mũi trái đến nỗi nào, chỉ tại cái dáng đi phá hỏng hết.